337天 Ngày 337 Hãy nghe và nhắc lại cách nói 6 xiên tổng cộng là 42.000 đồng Nguyên văn sẽ nói là 42.000 đồng 6 串 ý cùng sự 42.000 吨 6 串 一共是四万两千吨，六串一共是42.000吨。 6串一共是42.000吨。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Chưa kịp quét dọn. Mấy lái tư chí đã xào sâu sử. Vất vả. Xin khủ. Đầu tiên liên hệ ngay. Sầu xiên má sẵn liên xỉ. Số lượng. 数量 Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn 短一点更好看 Mặc lên chẳng may không vừa người thì làm thế nào? 穿上万一不合身怎么办? Độ dài rất hợp với em 长度很适合你 Chỉ ít cần 190.000 Việt Nam đồng 至少要 19.000 Việt Nam đồng Buồn cười quá 好好笑 Đi trả tiền 去付钱 Hai bạn. 你们俩. 你们两个. Tổng công ty cử đến. 总公司派来. Thái độ nói chuyện. 说话态度. Không gấp, không vội. 不急. Không sao. Mấy quan gì? Yêu. Ai? Trừ khi ăn không nổi cay. Trừ phi chứ bù lào là. Yên tâm. Phẳng xin. Sẽ không hối hận đâu. 不会后悔的 42.000 đồng Nguyên văn là 42.000 đồng 42.000 吨